Từ 12 giờ hôm nay, Hải Phòng và Quảng Ninh ngừng cấp phép cho tàu thuyền du lịch lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển nhằm tránh bão Prapirun. Tại Hải Phòng, ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thông báo đình chỉ hoạt động vận tải đường thủy nội địa, phà sông, phà biển, cáp treo và vui chơi giải trí trên biển đảo. Tỉnh Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho phương tiện du lịch biển lưu trú qua đêm tại các điểm, các tàu được phép chạy từ tuyến đảo về đất liền tránh trú, kết thúc trước 16 giờ cùng ngày. Hiện hai địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú bão, sẵn sàng di dân tại các khu vực sung yếu. Trong 12 giờ qua, bão Prapirun liên tục tăng giảm cấp. Lúc 10 giờ hôm nay, tâm bão ở vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất 102 km h cuối cấp 9, đầu cấp 10. Dự báo bão theo hướng Tây Bắc đi vào Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào trưa mai, sau đó tiến sâu vào tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều qua, Thủ tướng yêu cầu 25 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc chủ động ứng phó với bão và mưa lớn. Địa phương giả soát sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.